Đây quý vị, cái tối hôm nay đó, tối hôm nay là con vợ của thằng anh rể nè, chị nuôi trong sau đó, lên kênh Úc Hà chửi tôi đó. Đó, lên kênh Úc Hà chửi tôi bắt đầu là cái như là tối hôm đấy là thằng anh rể nó điện lại. Bà con nghe cái đoạn anh rể lại, nó hơi dài, đoạn đây là nó dài hơn 40 phút đó. Nhưng mà cái vấn đề đây quý vị bà con, chắc là bữa một bữa mình xé mố đó một chút, chứ còn mố nhiều quá ăn hết. À, cái bữa mố một chút giống như là cái bà con nào mà cái như là ăn mà thịt bò mà cái như là bò nướng quay đấy, cái nó quay tròn mỗi lần ta ăn tới ta léo một tí rồi ta nhắm rượu, chứ còn léo nhiều quá đâu có ăn hết đâu. À, cứ ăn tới léo tí vậy là cái như là bò nhắm. À, và đây là bà con tiếp tục nghe đoạn này là sao. Lúc chiều là chứ em cũng đã nói rồi mà sao là tự nhiên là chiều nay tự nhiên là lên chỗ cái nút hà là chữ em te tu là em không không biết lý do gì. Cái vấn đề, cái mục tiêu của em là chỗ cái nút hà. Em nói anh nghe nè, bây giờ á, bây giờ nói thì giờ em đã về em chửi nãy giờ em la nãy giờ rồi, bây giờ là bây giờ không cần phải nói nhiều. Bây giờ em nói chung là giờ em đã có bằng chứng là đưa tiền cho bao nhiêu này nọ. Bây giờ em nói anh đừng cứ ghi âm đưa lên nói gì nó mất công hết. Bây giờ ủa có bằng chứng mà sao cái như là không đẩy cho những cái kẻ đấy để mà gọi là cứu chim sâu mà quý vị, giúp chim sâu bây giờ có bằng chứng ta đẩy luôn chứ, đúng không? Có bằng chứng, có bằng chứng mà bây giờ nó thật sự đã biết có một số người đang lợi dụng chim sâu để mà trục lợi, lợi dụng chim sâu để lấy tiền mạnh thường quân, mà bây giờ mình bảo rằng mình có bằng chứng rồi, ủa tại sao có bằng chứng rồi bây giờ cái như là không làm cho ra lẽ đi, đúng không? Mà tại sao bây giờ tôi cũng đã từng điện qua tôi báo rằng thằng Lâm nó đang có dấu hiệu là lợi dụng đồng tiền của mạnh thường quân. À, mà khi tôi mở miệng ra là cứ nháy miệng ngoài, mở miệng ra nháy miệng ngoài, nói tới Úc Hà nó trời Úc Hà tội lắm anh ơi, Úc Hà là nhìn cái mặt Úc Hà thiền queo à, những hạt thiện dở sợ. Tôi nói ừ thiện ghê lắm quý con, à, thiện như con bé dơ nhà tôi đó, thiện y xì, nhìn cái mặt nó là y xì, nó thương cớm lắm mà đụng nó tới đây nó cắn cái như là có rủ xương không, nhìn cái mặt nó dạng chó chó mặt xệ đó quý vị, trời nhìn mặt nó cưng lắm. À, nhưng mà tôi nói với bà con chỉ cần mà đụng tới nó đi, à, không cho nó ăn đi, nó sủa nó la cái như là bớ cả làng. Em thì không biết luật pháp gì cho mấy, cũng nhờ anh đó là mấy ngày nữa là em chứ giờ em về rồi anh em mình đó, nếu mà tôi chim sâu thì mình lên, giờ anh tôi thì biết pháp luật này đâu, em không biết giờ lên trên trận á, lên nghe mẹ anh Lâm nói vụ bà nè, bà thằng quân cho bao nhiêu tiền rồi anh đăng lên cái kênh anh la nói lên là ai hồi đó giờ giúp đỡ chim sâu rồi lấy chắc một cái nhà thì cho cái lại và cái chuyện tiền đó, hoặc là nhà YouTube nào đó, thì đứng lên nói thẳng giùm rồi em với anh sẽ đi đòi lại công bằng cho chúng sau. Cái vấn đề đó thì để tính sau đi anh. Bây giờ anh cứ anh những cái gì anh cần anh đang có thì anh nghe cái làm trước đi. Cái câu chuyện chỗ của Úc Hà đấy em nói với anh à, riêng Úc Hà đấy không biết nó có quan hệ với anh như thế nào, nhưng con này đó rất nhiều người cũng đã điện tới em rồi, cái trường hợp con bé Hiền đã nhận làm con nuôi. Rồi nó quay cho một khoảng thời gian không giúp được con nhỏ cái gì cả. Đầu bị là cái như ông chú của con bé Hiền là cũng đuổi đi rồi, không cho nó quay nữa. Trường hợp thứ hai là cái như là một chị nữa là cái như là chị Khờ cũng ở dưới kia. Nó cũng quay cho một khoảng thời gian, bắt đầu là cái như gì của chị Khờ này cũng đuổi nó đi. Và vấn đề đây là chỗ con chim sâu. Anh nên nhớ rằng đó, em lên em nói chỗ con Hà lý do thế này. Thứ nhất, nó điện qua cho em nó bảo rằng á, là từ trước tới giờ là trường hợp của chim sâu nó không có nhận tiền của bất kỳ một ai và nó bỏ tiền túi nó ra nó giúp. Nhưng em xem lại những cái clip trước của nó đấy là nó có nhận tiền của là vợ của anh là một nè, rồi tiền của mấy mạnh thường quân khác nữa để mua cho chim sâu như dây chuyền hay là nhẫn cưới nhẫn đồ đó, và tiền trồng ren rồi các nghĩa này nói cho nghe không anh cưới đó. Có nghĩa mình nói là bắt đầu là thằng anh rể nó chọt vô à, động tới rầu tôi nói giờ nó mâu chúa nó phải bảo vệ mâu con đúng rồi quý vị. À, phải nắm được đầu mâu chúa ra ngâm rượu nó mới sướng nha.
Tôi đâu quý bà con rồi, người ta nói mình phải tôn trọng người ta chứ. Người ta nói xong rồi mình có đánh tay mà nghe tiếp thu. Đã cái nào không ấy rồi mình mới nói chuyện. Đây là cuộc nói chuyện, không phải cuộc cãi vã. Đã, nhưng tôi nói ra động tới Úc Hà đó. À, động tới cục chân đấy là nó thật sự là nó quay sang cái nó ngăn nó cản liền. Đã. Mà đến bây giờ thấy lạ, đến bây giờ nó thật sự giúp người chi mà đỡ mẹ của chim sâu mà khắp lên khắp xuống. Đã. Giúp gì lạ vậy, người ta đâu có cần đâu. Thì bây giờ trả con người ta đi là hết phim. Rồi ra sao kê tài khoản nữa là xong. À, việc chi đâu mà cái như là lên cộng đồng mạng, cái như là điện thoại hăm dọa. Bỏ đi. À, nói thật sự thịt người không ai bán đâu. Và cái vấn đề này, hộ báo cáo chồm á, ở đâu đó. Ở Malaysia, Ma Đồi đó, thật sự về Việt Nam thôi, bỏ tính đi. À, mình tránh qua là cái con ít ương thôi, gì đâu mà cái lên cộng đồng mạng rồi điện thoại 22 bài già. Anh để em nói cái đã, có nghĩa là ngoài cái vấn đề chỗ anh thì nó còn nhận rất nhiều tiền của mạnh của khác, nhưng nó điện qua cho em nói là nó bỏ tiền túi nó ra và nó không có kể như là nhận tiền của bất kỳ mạnh của nào, anh hiểu không? Thì khi anh lục lại những thức phim đó ra, anh thấy là cái con này có một sự là dối trá. Với là bên cạnh cái sự việc lình xình cũng có rất nhiều mạnh thường quân cũng đã điện về cho em liên quan chỗ khả. Đó, em nói rồi. Cái chuyện chỗ anh chị đó, không biết có mối quan hệ với chỗ khả như thế nào thì em không quan tâm. Nhưng lúc em đứng lên nói chỗ khả đó, là vợ của anh có nhảy vô là có comment, có chửi bới em trong cái một cái clip mà em đang lên nói về chỗ khả đó. Thời điểm đó em chưa nói gì vấn đề chỗ anh chị cả. Mà vợ của anh là nhảy vô đã chửi em rồi. Nhưng bây giờ em nói cho anh nghe nè, bây giờ vợ chồng nào ha, có nghĩa rằng cái như là mình chưa nói hết câu là nó nhảy vô, mà cái điều đó tôi thấy hơi lạ. Đáng lý nó là một mạnh thường quân, nó phải lắng nghe là cái kênh YouTube mà hiện bây giờ đó là kênh Úc Hà đấy, mà nó đang là gọi là đang tin tưởng Úc Hà đấy, để mà nhờ Úc Hà làm việc ABC nó đấy, thì nó phải lắng nghe người ta nói cái gì đúng hay sai, đúng không vậy? Ai đâu mà nó thật sự người ta mới mở miệng ra là nó chữ banh còi luôn. Mà con vợ của nó đó, con vợ của nó không biết là động ông động cha gì mà bắt đầu là vô kênh của tôi comment đó, rồi sang mấy kênh khác là hăm dọa tôi, bảo rằng cái chuyện này đó, chuyện này để chồng tôi xử lý nó. Có nghĩa rằng con vợ của nó đó, chị nuôi dâm sâu đó, qua mấy kênh khác comment hăm dọa, bảo cái chuyện này đó là để chồng tôi mới là xử lý nó. Tôi chẳng biết là nó xử lý tôi bằng cách nào. À, và khi nào nó xử lý. À, cái vấn đề đây tôi cảm thấy hơi lạ, tại sao mình đang nói chuyện Úc Hà mà cái như là vợ chồng thằng anh nuôi này nó phải là cái như là sừng cồ lớn. Ủa, động chạm tới gì của nó hay chăng? Hèn chi tôi điều tra ra một khoảng thời gian đó, lại dính đến là cái nhà nó đang nằm trong cái ranh giới gọi là cái như là hành lang an toàn giao thông đường bộ. À, là bây giờ bà con thấy đi, tất cả mọi cái là bây giờ nó thật sự nó đã lộ ra hết rồi quý vị. Không ai đi làm thiện mà như hai vợ chồng người này cả. Không ai mà đi làm cầu nối như vợ chồng Úc Hà cả. Bắt giam giữ người trái phép. À, không kể như là tước đi cái quyền được điều khám điều trị bệnh của chim sâu. À, lợi dụng cái sự mà cái tinh thần không được tỉnh táo của chim sâu để trục lợi. À, bây giờ Úc Hà mày đi sao kê số tài khoản đi. Mày đi sao kê tất cả mọi cái đi. À, thì xem thử là cái như là có cái những vấn đề gì hay không, chứ tôi thấy phê lắm quý vị. Trong trường hợp là thấy phê lắm. Đó, mẹ trên sau nên quyết liệt vấn đề này. Đó, để làm cho một lần chung tay với là cộng đồng để mà đẩy lùi cái tội phạm mà chênh vết trên công nghệ cao. Em á, giờ em cũng nói với anh rồi là em là hiện bây giờ đang ở Malaysia. Dạ. Bây giờ á, thì thôi, giờ cái chuyện gì đó thì anh nói với ai thì anh nói, nhưng mà vợ chồng tôi ơi, của em á, là không có trục lợi gì trên sau, anh cũng đồng ý không? Thì lúc chiều anh em mình đã thống nhất theo một cái hướng là để mà giải quyết cái trên sau, là lúc chiều tôi nghĩ là anh cũng nói cũng có vợ anh bên cạnh đó chứ, tự nhiên tối nay lên chữ cũng xe luôn. Cũng nói với anh là con vợ em á, là nó làm đằng tiệm của nó đằng đẳng, còn em làm tiệm nấu ăn là ở đây, làm nhà hàng cái đằng đây. Là không gặp em về, em cứ nói là thôi đừng có nói gì nữa hết. Thì để chừng nữa là anh với anh Đại Thường TV sẽ lên trên nhà của chim sâu là mình đi về Việt Nam, là mình đi về đó rồi sẵn ảnh cho cái đầu đó mình lên, mình rước ảnh hoặc là ảnh đi tới đó mình lo tất cả cho ảnh hết.
để cho anh biết pháp luật thì anh lo cái vụ mà mẹ anh Long, tại vì đây cũng có ai. Nếu mà anh về Việt Nam, nếu mà em bước xuống sân bay á là em sẽ điện cho anh ở đâu cũng gặp em được, hay là chỗ nào cũng được, cho nên em đi xuống đi rồi dẫn thằng Long con Phục đi theo luôn. Lúc đó anh cứ gì anh hỏi nghe thằng Long con Phục, cho nên con thằng Long nó nói thật với anh á, em nói anh đừng có đăng lên, đừng có nói gì hết, là để em nói cho anh nghe, anh hứa với em thì em nói với anh. Không, em thì cái gì em đã hứa với anh thì không bao giờ em có chuyện làm nó sai quấy. Nhưng mà thấy cái điều nó vô lý cái là chỗ Bảo Hà đã cái lên mà. Không có, bây giờ em nói cái chuyện này đi, anh nói được. Bà con thấy không? Cứ để ý giùm tôi cái, mỗi lần tôi nói liên quan Bảo Hà đó là nó bắt sang cái vấn đề khác. Vì sao một người mạnh thường quân mà không muốn nghe cái sự thật liên quan kênh YouTube mà mình đang nhờ đó? Hả? Nếu như tôi đó quý vị, tôi là mạnh thường quân mà tôi đã nhờ tới kênh YouTube đó là tôi phải đỡ tay của tôi, nó phải là để cho người ta nói cái gì, đúng không? Để người ta nói cái gì, đâu cái nào đúng cái nào sai. Đấy, chứ không phải là mỗi lần người ta nói là giật, người ta nói là giật. Ủa, có ý đồ gì hay vậy hả? Có ý đồ gì mà hay đó? Người ta nói đúng thì mình nghe, giả nói sai ở thâu cái vấn đề đó anh nói thì tôi nghe, chứ mà thật sự không phải như vậy, đúng không? Đậm tới Lâm với là đậm tới là cục cưng Úc Hà là xem như là cái nắp phủi tránh tay luôn. Tôi đối với con chỉ cần biết một cái vấn đề là chỗ Úc Hà nó giúp Chim Sâu có thật tâm hay không, là qua hai ngày nay chúng ta đã biết rất rõ. Không phải vì nó mua cái bàn cái ghế hoặc là đưa vô đó là nó thật sự giúp Chim Sâu đâu quý vị. Đây là một trong những cái gọi là chênh vênh trên cái nền tảng công nghệ cao. Thì đến bây giờ bà con biết là con rất nhiều cái đài báo, tất cả mọi cái nó cũng nói từ lưa cái vấn đề này. Cứ lợi dụng, tôi nói với con hiện nay đó, hiện nay mà cái vấn đề gọi là lợi dụng cái đám tang đám đồ của những người gọi là họ vô gia cư, hoặc là những người mà họ đi mà vấn đề là họ nó vô bệnh viện đó quý vị. Nó đứng mấy cái giường bệnh, mấy người bị tai nạn rồi đó, nó quay. Chỉ cần vô, giả sử người nhà nó vô để khám, bắt đầu nó loàn vô trong mấy cái khu bệnh đó, bắt đầu nó quay rồi tung lên Facebook để mà kêu gọi nhận tiền. Nhiều lắm quý vị. Hiện bây giờ cái tình trạng nó nhiều rất nhiều cho bà con đó. Khi nào mà nhận những cái thông tin mà kêu gọi trên cái nền tảng Facebook đó, tốt nhất bà con đừng có nên mà chuyển tiền. Phải xác minh rõ cái trường hợp đó như thế nào. Chứ hiện bây giờ bà con thấy rồi, vừa rồi cái công an cũng phá một đường dây là cái nó kêu gọi là lên tới là mấy chục tỷ. Một trường hợp kêu gọi mấy chục tỷ liên quan cái câu chuyện mà cái của một cái những cái mà cái câu chuyện mà nó lên, nó vô bệnh viện, bắt đầu nó quay nó quay rồi cái như hết trường hợp này bắt đầu nó quay sang trường hợp khác nữa đó, là người ta cứ ở tất cả các nơi người ta đâu biết đâu, cứ gọi là kêu cứu mà bắt đầu người ta cứ đẩy tiền nhiều quá vậy. Khi mà cái như là cái sự thật nó lộ ra đó, nó lộ ra là cái người mà quay đó là người nhà của người ta phát hiện, lúc mà người ta phát hiện là đã đăng cái clip đã lên á, là nó khoảng là hơn 2 tháng rồi. Đấy, rồi người ta mới tìm hiểu ra đó là xem như đây là một trong những cái kênh gọi là một trong những trang Facebook đó. Nó lợi dụng cái hình ảnh của gia đình người ta để nó kêu gọi từ thiện bất chấp, và tiền thì nó hưởng người nhà thì xem như không có một xu tiền nó hưởng đó. Thì tôi hỏi quý bà con trường hợp đấy bây giờ đó, riêng chỗ Chim Sâu tôi hỏi lại một lần để cho bà con hiểu rằng có gửi tiền chim sâu có tiêu được hay không, ai là người quản lý đồng tiền này đó, mà thằng anh rể nó bảo rằng để nó làm một cái tài khoản riêng cho Chim Sâu, rồi mạnh thường quân ai mà gửi tiền vô đó thì cứ gửi, nhưng mà cái như là người mà giữ cái thẻ là không phải là Chim Sâu đó, người mà biết mật khẩu là cũng không phải Chim Sâu đó, khổ quý bà con đó. Tôi nói toàn là việc kiều không mà đầu óc chi mà nghĩ toàn cái chuyện cao siêu đó. Và thưa quý vị, cái chỗ mà liên quan đến là người anh rể này chắc là một trong những cái bộ phim nó dài tập còn nhiều lắm, có thể là buổi tối hôm nay cũng chưa có thể chia sẻ hết được thì hẹn bà con vào tối mai tiếp tục để chia sẻ những cái lời mà anh rể anh nói sao, bây giờ anh thực hiện thế nào, để chúng ta lột tẩy cái bản chất thật trong cái câu chuyện này và mong rằng tất cả các bà con hãy cùng nhau cảnh giác, cùng nhau có một tiếng nói chung để đẩy lùi cái vấn đề gọi là cái vấn nạn mà chênh vênh cho nên là người bệnh tật trên cái nền tảng công nghệ hiện bây giờ, trong trường hợp đây là Úc Hà với là Chim Sâu và bà con vui lòng mà cho
Đời Thường TV, xin một lượt like để có cái sự lan tỏa cái clip này quý vị. Xin cảm ơn tất cả các bà con và hẹn gặp lại bà con vào cái chương trình tiếp theo ha. Tạm biệt tất cả các bà con ha.